chào anh em nha. Hôm nay mình quay cho anh em xem hình thức của cái mặt đạn NSK chính hãng. Cái mã của nó là 2219K. K là lỗ côn đấy anh em. Đây 219 AKE. Đó thì đây là cái hộp của nó, có măng sông. Măng sông rút nè anh em. Thì cách đóng gói của mặt đạn chính hãng là như thế này anh em ha. Đó thì quay cho anh em xem để anh em có mua đó thì anh em lưu ý tránh mua phải hàng giả anh em ha. Thì hình thức mặt đạn thì nó như vậy, còn hộp của nó thì đóng trong giấy bìa cắt tông cứng và có màu trắng anh em, trắng gọi là trắng sáng á. Đó hộp biết đầy đủ như thế này rồi. Đó mặt đạn có rãnh dầu đàng hoàng anh em ha. Đây là cái đơn hàng mình giao cho nhà máy, thì hàng Nhật Bản chính hãng. Thì anh em nào có nhu cầu thì hãy liên hệ với mình báo giá cho anh em ha, cam kết hàng Nhật chính hãng. Cảm ơn anh em đã xem clip nha, chào tạm biệt anh em nha.